Dạ, cả lớp hôm nay tôi giới thiệu sang cái bài mới của chúng ta là cái bài huyết đầu. Thì ta nhìn cái kết quả xét nghiệm sau đây thì theo em đây là huyết đầu hay là công thức máu? Thì đây chính là cái công thức máu mà chúng ta vẫn thường hay làm. Tất cả các bệnh nhân vào bệnh viện đều phải làm công thức máu và đây là cái xét nghiệm thường quy đầu tiên. Như vậy ta hãy so sánh xem cái huyết đầu và công thức máu nó giống và khác nhau thế nào. Cái thứ nhất là cái phải chạy máy cho kết quả hợp lý thì chúng ta mới trả kết quả cho bệnh nhân được. Thứ hai là chúng ta cần phải có cái phần biện luận. Đối với huyết cầu thì phải biện luận như là kéo lam, xem hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, kích thước, màu sắc, nhân như thế nào. Chúng ta phải làm xét nghiệm máu nắng. Như vậy thì huyết cầu này là tổng phân tích máu, biện luận các thành phần máu. Còn công thức máu các em chỉ cần chạy máy ra kết quả hợp lý thì chúng ta trả kết quả bệnh nhân. Công thức máu còn có cái tên gọi khác là tổng phân tích tế bào máu ngoại vi. Như vậy thì để thực hiện được cái điều đó thì chúng ta cần phải thực hiện các cái kỹ thuật huyết đồ thành thạo. Và cái mục tiêu quan trọng nữa đó là phải giải thích được các cái ý nghĩa và cái phân tích và biện luận được các cái huyết đồ. Vì huyết đồ nó nói lên rất nhiều thông tin liên quan tới bệnh nhân. Cho nên là nó giúp tập thể giúp làm sao mà chúng ta đạt được kết quả ngay để đúng cái kết quả của huyết đầu, hiểu đúng được ngôn ngữ của huyết đầu để khai thác các cái thông tin lấy cho nó hợp lý. Khái niệm như thế là nhiều tình trạng sinh lý và bệnh lý của cơ thể được phản ánh qua số lượng hình thái và thành phần của các tế bào máu. Và huyết đầu là sự tổng kết toàn bộ các biểu hiện đó nên giúp ích rất nhiều cho lâm sàng trong chẩn đoán bệnh lý. Các thông số huyết đầu thì thường là chúng ta huyết đầu là chúng ta xét nghiệm thường quy các thông số như là số lượng hồng cầu, trong số lượng cầu có huyết sắc tố này, có hematocrit, thể tích trung bình hồng cầu, MCH, MCHC, số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu. Và đánh giá được ban đầu tất cả các trường hợp để phát hiện các tình trạng như là thiếu máu này, nhiễm trùng, ung thư, các xuất huyết do giảm tiểu cầu và các bệnh lý phối hợp khác. Ngoài ra các cái thông số khác có thể làm thêm như là tốc độ máu lắng, tỷ lệ phần trăm của lớn, đặc điểm hình thái các cái tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và độ tập trung tiểu cầu. Thì để được thêm cái đặc điểm thứ ba này, chúng ta cần phải có kéo lam nhận diện xem. Phương pháp phân tích kết quả thì dựa trên cái nguyên tắc tức là chúng ta quan sát đặc điểm hình thái trên tế bào nhuộm diêm xe ở bên này, đối chiếu các cái thông số đo đếm được ở bên cái kết quả của cái máy chạy ra bên này, tức là chúng ta đi so sánh kết quả thực tế của kéo lam tư bản và cái thực tế của máy chạy. Từ đó thì nếu mà chúng ta thấy không phù hợp, chúng ta phải tìm nguyên nhân, đó là do kỹ thuật hay do bất thường bệnh lý. So sánh các cái thông số đặc điểm quan sát với các cái giá trị của người khỏe mạnh thì để quan sát được yếu tố này, chúng ta nhìn trên đảo, ví dụ như bạch cầu ở đây là kết quả là 13,6 thì chúng ta nhìn cái chỉ số bình thường ở đây là 4 đến 10, tất cả chỉ số bình thường nó sẽ có hết trong cột bên phải đây. Chúng ta cần phải lưu ý đến tuổi giới của bệnh nhân, tại vì ví dụ như nữ thì số lượng hồng cầu sẽ nhỏ hơn nam này. Rồi thì tuổi thì càng cao thì số lượng sẽ thay đổi, và kết quả bình thường này thường là chúng ta dựa vào người trưởng thành khoảng 25 đến 30 tuổi. Cho nên là ở trẻ em hay là người già thì sẽ thay đổi một chút. Rồi khi mà có cái kết quả như thế này rồi thì chúng ta cần phải đối chiếu lâm sàng ở trên này. Ví dụ như là bệnh nhân mắc cái bệnh gì đây, ví dụ như đây bệnh nhân bị đau họng rồi ho, rồi thì ho nhiều. Không có yếu tố dịch tễ COVID vân vân. Chúng ta phải giới thiệu lên đây để chứng nhìn kết quả đây nó có chính xác hay không. Nhất là những cái tình trạng nhiễm trùng, xuất huyết, gan to, lét to, hạch to, hay là tiền sử tiếp xúc, hay là bệnh tật, hoặc cách dùng thuốc của bệnh nhân thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm đây. Cho nên chúng ta làm xét nghiệm chúng ta phải chú ý với lâm sàng. Cách thu thập dữ liệu thì thứ nhất là chúng ta phải xem số lượng hồng cầu nó bình thường hay tăng hay giảm so với kết quả bình thường để chúng ta có một cái nhận định kết quả của bệnh nhân. Và mức độ tăng giảm là nhẹ hay nặng. Ví dụ như
giảm ít thì chúng ta cho một mũi tên giảm, nếu mà giảm nhiều ta hai mũi tên hoặc là ba mũi tên. Đặc điểm phân bố trên tiêu bản. Thứ nhất là chúng ta nhìn xem là cái hồng cầu kia có bình thường hay không. Ở đây các em nhìn thấy đây là cái hồng cầu bình thường, kích thước của nó khá là đều nhau trên tiêu bản. Cái thứ hai là xem hồng cầu nó có đa màu sắc hay không. Đây những cái hồng cầu đa màu sắc này, hồng cầu kích thước nhỏ hay không thì so với lympho, các bạn thấy so với lympho nhỏ thì hồng cầu sẽ nhỏ hơn nhiều, nên gọi là hồng cầu kích thước nhỏ, dựa vào cái MCV để chúng ta biết xem hồng cầu có nhỏ hay không. Hồng cầu lớn tức là hồng cầu có thể lớn hơn tế bào lympho và kích thước của nó có thể lớn hơn 100 cm. Rồi hồng cầu hình gai tức là xung quanh hồng cầu có những cái gai như này. Và đặc điểm hồng cầu gai đó là nó không có cái vùng nhạt màu trung tâm, tức là nó sẽ đỏ đều ở trên này. Chúng ta có cái hồng cầu răng cơ thì nó có cái đặc điểm là nó có cái khoảng trắng ở giữa. Xung quanh là có cái vết răng như thế này. Hồng cầu hình bia bắn thì chúng ta thấy là có cái hồng cầu hình bia bắn là nó đập ở giữa, xong đấy mới khoảng sáng, xong đấy này đập ở xung quanh. Chúng ta xem là hồng cầu bệnh nhân có cái hồng cầu hình liềm như lưỡi liềm này không. Rồi có hồng cầu hình bầu dục hay không. Hồng cầu hình giọt nước. Hồng cầu hình miệng này. Hồng cầu chữ tiền. Rồi tự ngân kết hồng cầu. Thì nếu như mà các bạn soi mà thấy trường hợp ngân kết hồng cầu này thì chúng ta lấy cái nước muối chúng ta rửa để ta soi lại. Thì nếu mà bệnh nhân thực sự mà có cái tự ngân kết như thế này thì sau khi các bạn rửa nước muối rồi thì nó vẫn tự ngân kết. Rồi các cái mảnh vỡ hồng cầu hay không. Rồi có vòng Cabot. Đây gọi là các cái thể bất thường của hồng cầu. Rồi có cái thể Hogazoli không? Đây cũng là cái bất thường của hồng cầu. Và cuối cùng là chúng ta xem có cái hồng cầu non hay không, có loại nào chủ yếu. Rồi hồng cầu lưới bình thường tăng hay giảm. Thì dựa vào đó thì chúng ta sẽ kết luận là cái người nào có cái hồng cầu bình thường, thiếu sắt hay là đeo hồng cầu hay không. Và thứ hai là chúng ta xem nồng độ hemoglobin nó bình thường giảm ở mức độ có cần bị truyền máu hay không. Rồi dung tích hồng cầu HCT, MCV, MCH và MCHC. Rồi độ phân bố thể tích hồng cầu. Cái quan trọng thứ hai đó là cái bạch cầu. Thì số lượng bạch cầu nói chung là bình thường nó tăng hay giảm, rồi mức độ tăng giảm như thế nào thì giống như hồng cầu. Rồi nhận xét từng loại bạch cầu, quan sát được trên tiêu bản về số lượng và hình thái. Rồi lưu ý các cái bạch cầu có cái bạch cầu bất thường. Thì đây là chúng ta thấy là ví dụ như thể hình thứ nhất là lympho bình thường này, còn thứ hai là lympho nó tăng rất là nhiều. Thì đây có thể là cái dòng lympho có vấn đề, chúng ta sẽ kết luận để được báo với bác sĩ. Rồi các cái thành phần trung tính, ái toan, ái kiềm thì tỷ lệ của nó bình thường hay tăng. Mono lympho cũng vậy. Rồi bệnh nhân có cái hành bất thường như có tế bào blast không? Cái này rất là quan trọng. Bởi vì khi có tế bào blast thì đây chính là bất thường thì mình phải báo ngay cho bác sĩ. Rồi những cái thay đổi bất thường của bạch cầu, ví dụ như bạch cầu khổng lồ đây. Cái thứ bạch cầu rất là to. Rồi bạch cầu có thể nhiều nhân, ví dụ như 60 bệnh nhân thì đây là cái gọi là bất thường về hình dạng của bạch cầu và trung tính. Một số người nhiễm trùng mãn tính thì nó sẽ có cái trường hợp này. Rồi những cái trường hợp mà có những cái bạch cầu hẹp là bất thường. Rồi bạch cầu nó giảm hoặc là mất cái hẹp đặc hiệu nữa. Rồi có cái tế bào hẹp ra hay không? Thì thực chất đây là những cái bạch cầu hẹp trung tính, nó thực hiện nhân của một cái tế bào khác nó bị thoái hóa.
Rồi cái chỉ số thứ ba quan trọng nữa là cái tiểu cầu. Thì chúng ta phải quan sát xem là số lượng và độ tập trung tiểu cầu có bình thường hay không, có tăng hay giảm không. Nếu mà tư bản mà các bạn làm từ máu chống đông thì nó không đánh giá được cái độ tập trung tiểu cầu. Cho nên chúng ta phải làm tổ tập trung tiểu cầu bằng cái máu mô mạch. Rồi chúng ta xem kích thước tiểu cầu bình thường to hay nhỏ, có tiểu cầu khổng lồ hay không. Rồi nếu mà trường hợp nghi ngờ mà sinh máu ngoài tủy thì phải xem cho mẫu tiểu cầu. Thì ở đây là cái trường hợp tăng tiểu cầu, thấy là trong một cái tiêu bản là rất nhiều tiểu cầu ở đây. Đấy là cần lưu ý như vậy. Thứ hai là tiểu cầu khổng lồ. Thì tiểu cầu khổng lồ thì kích thước của nó có khoảng, nó lớn hơn khoảng 5 micromet. Thì có tiểu cầu lưới, thì ở những cái tiểu cầu lưới này thì nó sẽ cho phép xác định được ở bệnh nhân do giảm sinh ở tủy dương hay là do tăng phá hủy tiểu cầu ở máu nội vi. Từ đó thì ta tránh cái việc là xâm lấn trọng hút tủy xương. Thì cái gì nếu mà chúng ta làm huyết đồ thì chúng ta có thể phát hiện ở những cái bất thường khác như ký sinh trùng xuất huyết, ấu trùng dung chỉ, ung thư di căn. Thì ngoài ra chúng ta còn có những cái thông số nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái bệnh, ví dụ như là chỉ số nào tăng cao do cắt lách, thì đây chính là bạch cầu, tiểu cầu. Điều trị corticoid thì làm tăng tiểu cầu. Thì chúng ta thấy là gì? Điều trị corticoid nó sẽ làm cho tăng bạch cầu. Mỡ máu cao thì trong công thức máu nó sẽ thể hiện là hemoglobin nó tăng, có thể do bệnh nhân ăn rồi hoặc là có thể là bạch cầu tăng, hay chỉ số CHCM chẳng hạn. CM một số máy có nhé, một số máy nào thông thường thì sẽ không có chỉ số này. Nếu mà xơ gan do rượu thì HBV kép tăng, các chỉ số hồng cầu giảm cho thấy bệnh nhân có thể thiếu máu. Ngưng cân nặng hồng cầu máu có với nhau thì có thể có một số chỉ số như hồng cầu có thể là giảm mà CH thì hơi tăng. Và sau khi về bình về chỉ số sẽ tất cả chỉ số trên về bình thường khi mà chúng ta ủ mẫu ở điều kiện 37 độ. Tóm lại thì khi mà làm huyết đồ thì chúng ta lưu ý là những trường hợp mà máy cho kết quả trung thực thì chúng ta làm rất là tốt rồi. Còn chúng ta có thể gặp những cái sai là do cái nhận định sơ suất, hoặc là có những trường hợp là máy cho kết quả sai do thông bạo hay do hệ thống, sai số hệ thống. Ví dụ như đang làm thì mất điện nè, hay sai số của máy. Rồi chúng ta cần phải chuyển máy mỗi ngày để cho máy tốt hơn. Và chúng ta tăng cường cập nhật những kiến thức mới về huyết đồ, tại hiện nay mỗi khoảng mỗi 1 năm là có những kiến thức mới về huyết đồ. Thì khi mà các bạn trả lời trên kết quả giấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân ấy, thì chúng ta nên cái số liệu chúng ta nên ghi đầy đủ các thông số cần thiết. Ở khi nhận xét thì các cái số liệu bình thường thì không nhất thiết thì phải liệt kê đầy đủ, tùy theo những trường hợp cụ thể và có thể ghi những cái đặc điểm cần thiết. Đối với các dữ kiện mà nằm ngoài miền giá trị bình thường, tức là tăng hay giảm, thì ta phải ghi đầy đủ số lượng này càng chính xác càng tốt, ví dụ như tăng ít thì tăng nhiều, giảm ít thì giảm nhiều. Và chúng ta chỉ kết luận bệnh từ cái kết quả huyết đồ này khi mà có cái yếu tố chắc chắn, ví dụ như chúng ta thấy tìm thấy ký sinh trùng sốt rét ở trong hồng cầu chẳng hạn. Thì đa số các trường hợp kết quả huyết đồ thì ta cho phép là gợi ý định hướng chẩn đoán bệnh, ví dụ như nghi ngờ là leukemia cấp chẳng hạn. Thì đây là những cái kiến thức rất là hay của cái huyết đồ, và huyết đồ nó cho chúng ta bệnh nhân rất nhiều cái gợi ý để xem là cơ thể của mình thực sự có mắc bệnh hay không. Và đấy là cái nội dung về cái huyết đồ.